Em có một sở thích là ăn uống và nghe nhạc. Có một sở thích đặc biệt nữa là xem phim ma trước khi đi ngủ. Tại vì em hơi bị khó ngủ á. Em đến chương trình này để tìm một chàng trai có thể thay thế cái sở thích đó của em. Là có nghĩa là thay thế là về làm ma để cho em ngủ hay là sao? Dạ, có thể là thay thế cho em, ví dụ như là hát cho em nghe, em có thể dễ ngủ hơn. Hoặc là hù em được không? Tại vì em thích coi phim ma là để hù cho sợ đi ngủ. Thì cái người đó đi hù em được không? Em là fan của Annabelle à? Sao cột cái đầu tóc vậy? Vậy thì tối tối đêm nay nếu mà em không kiếm được hai chàng trai này thì em cứ yên tâm, mỗi lần em muốn ngủ em cứ gọi cho chị, tại vì chị sẽ hù giống như trong phim ma vậy nha em nha. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.